Rồi, chào tất cả anh em nha. Chào cả nhà thân yêu của em luôn. Thì nay đóng hàng đi giao cả nhà chuyến hàng đầu năm luôn. Này 7 cống nhôm. Đây. Ui. Chuyến hàng đầu tiên của năm 2024. Bãi này bị lớn nha anh em. Chiều ngang nó thì 6. Chiều cao cũng 6 luôn. Còn chiều dài thì 12. Đây. Anh em thấy cái vảy cứng cáp không? Chất lượng. Đó. Đây là khóa tử nha. Móc. Đây, loại này thì nó chiều cao nó 5, chiều ngang nó 6. Còn chiều dài thì 11 cũng có, 12 cũng có, tùy theo anh em muốn làm dài bao nhiêu, 12, 13 gì đó thì em làm theo ý của anh em, thì tiền nào của nấy nha anh em. Đó. Đó. Còn đây là 7 đường luồn nha. Lưới vân 2, bé này bé nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình đặt cống nhôm cũng vẫn được luôn, đặt đường luồn cũng vẫn được bình thường. Chứ chứ không phải là đặt chuột vàng được không không. Thì có cống nhôm thì mình đặt ngay luồn nó chạy thì nó sẽ nằm gọn trong đây luôn. Chiều ngay, chiều dài của nó 2 tấc rồi. Mười mấy ô gì đó em cũng quên rồi. Này đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 15. Chiều dài 15 ô. Chiều cao lên 7 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chiều ngang 8 ô. Đó. Cái này là em làm theo yêu cầu của anh Hải ở ấp Cây Me, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nha. Bữa nay là giao cho anh Hải. Cái này là 40 cái. Còn cái 7 cống nhôm này, 7 lớn này thì 30 cái. Là 70. Cái này là làm theo yêu cầu. Chứ nếu mà mình đặt chuột lúa, chuột vàng, cơm đâu, đặt đường luồn á thì nó sẽ nhỏ hơn nữa. Nó nhỏ lại và nó ngắn lại chứ nó không phải là dài như vậy đâu. Lò xo rồi thì khỏi chê đi nha anh em. Lò xo chất lượng luôn. Này cũng có móc tử nữa nha. Đó. Móc chống sảy. Rất là ok nha anh em. Rồi thì anh em nào có cần 7 đường luồn này, 7 đường mòn này thì liên hệ với em. 7 cống nhôm cũng vậy. Anh em cần thì cứ việc liên hệ với em. Em nhận em làm theo yêu cầu nha. Đàn đóng bao. Số điện thoại em để trên màn hình nha anh em. Rồi, em xin chào cả nhà thân yêu của em vào buổi sáng nha. Thì tiếp tục cả nhà ơi, thăm bảy chuột cống nhôm. Ngày mới chúc cả nhà mình luôn dồi dào sức khỏe nha. Năm mới tràn đầy thành công trong công việc nha cả nhà. Cả nhà xem clip vui vẻ nha. Thì hôm qua em đặt ở khu vực này 20 cái. Bên đây em đặt 8 cái. Bên kia em đặt 12 cái nữa. Là 20 cái. Em mới vừa tới điểm luôn cả nhà. Cả nhà xem video thấy hay hữu ích thì giúp em đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ em nha. Chân thành cảm ơn rất nhiều. Rồi, cái đầu tiên luôn. Bắt đầu cặp mé bò này. Rồi lú gàng dính cả nhà. Dính. Đây. Đó. Đó. Cái đầu tiên lụm là thấy ngon rồi đó. Đây cả nhà. Ngụm nha. Quá im. Ăn nó im một bãi, nó quằn rồi. Quằn như con trâu.
vô vỏ. Dính rồi, thấy có lúa rồi cả nhà ơi. Đây một cái nữa cả nhà, em đặt ở chỗ này mà em quên. Ngay cái tủ ranh dính nữa nè. Đó. Con này nhỏ. Đặt mà cũng quên. Lụm hàng. Cái bờ này đặt hai cái mà quên. Hai cái em đặt một chiều luôn á, một chiều một chiều chạy nó luôn, cũng vẫn dính bình thường. Khỏi cần phải trở đầu gì hết. Đây như em có hai cái nữa thì phải, mấy đám cỏ ở này khu lạ không nhớ. Đây cái này không dính vậy. Đường mòn cũng im lắm luôn mà không chạy. Ủa hình như con cái hay sao? Con cái hình như cái nhỏ ấy. Ây da. Lượng cỏ nó bập bòn. Bập bên. Đi dấp đàn cái. Khui. Ôi tất quốc luôn. Mới được có hai em. Qua đi là đây mới có đặt ở đây không biết. Em không có làm dấu làm tích gì hết. Không làm dấu thì tới chừng đi thăm thì kiếm thì nó hơi cực. Còn hả làm dấu thì thăm thì đặt thì nó dễ mất lắm. Đi thăm trễ là dễ mất lắm. Lụm. Đó, khè đó. Đây, nhỏ chứ không bự nha cả nhà. Ghê nó cắn không? Bao mày cắn cái loại xo đó luôn á. Cắn cái chỗ gãi cái răng mày nó cũng không đứt nữa. Đó, vô. Ở đây là còn hai cái nữa nha cả nhà. Ở đây được 6 cái à. 6 cái, còn hai cái nữa là hết cái khu này. Dướng cái gì vậy? Này cái nha cả nhà. Dính nữa.
lứa không vậy ta? Một lứa của nó không cả nhà. Vô. Đằng đây một cái nữa. Đằng đây một cái nữa là hết. Hết cái khu này. Khu này 8 cái. Dính. Đây, con này chuột con. Cống con. Nhỏ. Chuột luôn. Ở đây 8 cái dính được 5 con cả nhà ơi. 5 con. Con bự, 3 con lứa với 1 con. Chuột kẹt cái mỏ luôn. Rồi. Để tới cái điểm đằng kia rồi em quay tiếp nha cả nhà. Điểm kia 12 cái. Rồi thì em cũng tới điểm đằng đây rồi nha cả nhà. Đây. Không biết có dính hay không, qua thấy dấu cũng im lắm luôn. Đâu đây? Ờ ôi. Bật mà sao kỳ vậy? Bật mà sao không dính? Cái này gai móc đàng hoàng mà sao kỳ vậy? Ngộ quá. Kỳ cục kẹo quá. Cái đầu tiên của điểm lần đấy không dính nữa vậy. Không ngon à. Như mép bên này. Leo lên cái bờ. Dấu nó mới ra mồi hôm thôi nha. Vô ăn. Cái bẫy em đặt làm đây. Không biết có dính không. Rồi trót quốc luôn. Giống ngon ghê luôn nè, giống nó ăn nè. Đâu mất tiêu. Mấy cái bờ cỏ này giấu dữ thần lắm cả nhà. Nè, lỗ nè. Đây có cái dính cả nhà. Tơ nữa. Tơ không vậy ta? Nhỏ luôn nha. Tơ không? Mấy cái này rớt luôn. Trong cái hàng này em có một cái nha, cái mấy bờ lộn từ ở trong nó chạy ra ở trong cái lùm này dính nè cả nhà. Em thấy lú càng này, bự nhỏ này, trời nhỏ chứ không bự. Đây người nó khè không, thấy thèm không? Rồi nằm đây đi, chút tôi lấy mày sao, làm xong rồi đó tôi gom mày luôn. Đây em có một cái nữa. Đâu rồi ta? Qua môi sao mày lắp lại? Nó nằm chỗ nào đây? Đây. Đúng rồi. Dính không? Dính cái nhà. Nhỏ nữa. Lứa lứa nó không à. Con này nhỏ hơn con nãy nữa. Thèm thôi chứ.
Em con cái dính nữa nhỉ. Con này bự nha. Tưởng đâu à? Tưởng con nhỏ không thèm quay. Ai ngờ nó bự cái nhỉ. Nó bự quay cái nhà mình cũng xem. Đó. Hai con. Con kia nó ba. Lòng em đặt ở đây cả nhà, mà con chuột nó dính không biết nó dính cái kiểu gì mà nó dính cái đuôi nè, nè. Cái lòng em ở trong đây nè. Nè nè, nó còn gạt cái đuôi nè, nè. Nó đập cái kiểu gì mà gạt cái đuôi luôn rồi. Em lợi tới em thấy nó chạy dựng. Ủa kia ai ngờ nó dính ở ngoài cái đuôi cái nhà là thấy hay không, đập không. Con này nó dính kiểu gì đâu không biết, để em đạp cái đầu đó mà nó cắn lủng ủng hay cái chân khốn cái chân luôn á. Để em tạm dừng máy, em bắt ra tháo ra gỡ ra coi nó dính kiểu cách sao cả nhà. Em thấy nó đều đều, em thả nó ra, em buông nó ra là mà nó còn chạy nữa cả nhà. À, nó dính thì nó vô vậy thì sao mà kỳ vậy ta. Có nghĩa con này nó vô đập không hết đó cả nhà. Đập không hết, xong rồi nó quay đầu ngược cái la. Nó quay đầu ngược ra, xong rồi cái lò xo này nè, lò xo này nó mạnh quá. Nó kéo xuống kẹt lại cái đuôi. Nếu mà kẹt ở một đoạn á, đoạn dưới á, đoạn dưới ngay chỗ chúng ta chỉ đoạn dưới bự này nè thì nó sẽ xảy đấy. Còn lần này là nó kẹt thêm ở cái khúc tên này nữa. Cho nên không thể nào nó lôi ra được. À, trời ơi. Em thấy nó cái đầu nó máu me không. Em buông nó ra xong nó cũng vẫn chạy tiếp. Chưa chết. Để em xử lý nó cả nhà. Ở đây em còn mấy cái nữa, hết 7 nha cả nhà. Đem con cái. Rồi. Lụm á. Bẫy này là bẫy mới hoàn toàn. Bỏ lửa. Đây, bẫy này bẫy mới nha anh em. Em làm bẫy em mất nhiều quá. Làm em bán cho anh em mà bẫy em mất nhiều quá nè. Xong rồi em lấy em đi, em đem đi đặt luôn. Rồi em làm cái khác. Em làm em để sẵn vậy. Mấy anh em alo thì chốt đơn thì em gửi là chiều ngang 5. Chiều dài của nó là 11. 11 cũng có, 12 cũng có, 13 cũng có, tùy theo anh em thôi. Còn chiều cao lên là 5. Đó. Vô khỏi chạy. Rồi, qua đây thăm tiếp nha. Còn mấy cái. Lũ càng tụm hàng tợ trộn trùng nữa mấy nhỏ ơi, bữa dính con rồi. Ôi con này bích lòng luôn. Thôi quá sướng rồi hả. Thôi quá sướng rồi nha ơi. Phê rồi, bẫy mới luôn. Cái trường bẫy mới quá im đây hả. Rồi ăn mặt của nó nè. Hôm bữa dính con nó dính con nữa. Cái video hôm bữa em dính một con tròn á, em chưa quay, em chưa đăng. Bữa nay dính tiếp con nữa. Con này bự hơn con hổng bữa luôn. Quá im. Đó, dài này em có mấy cái nữa. Đây, cái này không dính. Sướng quá sướng. Chọn nó thấy có lý rồi đó. Ở cái điểm này là 10 lần em đi đập bẫy rắn. Em thấy nó thấy chọn nó chạy ở ngoài đường luôn á. Qua dấu chuột nó moi quá chừng luôn. Đủ cạn con gì đây. Cuối không nhầm. Thank you.
quá đã cả nhà ơi. Quá phê quá phê. Dấu này nó mới mùi hôm nè. Ngày chóc luôn cái dấu này. Còn ướt nhẹp luôn. Có anh em kêu em làm dấu, lấy cái này để cái kia làm dấu, thì em thấy cái ý kiến nó cũng rất là hay, em cũng tiếp nhận chứ không phải là không. Mà em làm dấu thì nó hay mất lắm, tại vì em đi thăm trưa. Trong đây có một cái dính nữa gì đây, lú càng dính mà cũng nhìn nhỏ thôi nhờ, cho nên em đi thăm trưa. Cho nên em sợ nó mất. Bên kia còn cái nữa. Bên góc đó hay góc đó gì á. Để em qua bản lên xong mình quay tiếp nha cả nhà. Này. Mấy anh em thấy bẫy chất lượng chưa? Vô là con nào con nấy chà bá lửa không? Thêm là thêm con tròn nữa nha. Tròn mà còn không sảy được luôn. Này, cái cuối cùng của cái điểm này cũng hết bẫy luôn, là dính con chuột vàng mà em không có quay luôn. Đó. Lát xíu nữa em về em quay con tròn kia cho cái nhà mình cùng xem. Tròn kia em còn để ở nhà, em chưa bán nữa. Đó. Đất cát. Cái này là không phải là đặt cái dấu của nó đâu nha cả nhà. Mà là em đặt dấu chuột, là tối nó đi ăn á. Nó đi ăn nó chạy. Nó chạy nó rượt chuột, hoặc là nó chạy nó đi á, xong rồi nó mới vô ngay cái luồng chuột dính, chứ không phải là em đặt dấu của nó nghe. Là vì cái khu này thì em thấy phân cũng nhiều lắm, nhưng mà em không có thời gian để em đi đặt á. Em làm mới có được có 6 cái bể tròn mà trong đèn này mà em chưa có đặt nữa. Để vài bữa nữa đi em đặt xong rồi em quay clip rồi có dính hay không thì em chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem luôn. À, quá im không? Phê phê. Rồi, đem về nhà là em tổng kết thành quả cho cái nhà mình cùng xem nha. Rồi, mới vừa về đến nhà nha. Xem ra đi. À, còn chuột này là chuột nó dính đuôi nè. Nó dính đuôi xong rồi cái móc nữa. Nó có cái móc này nè, nó móc vô trên cái hai hòn của nó lòi cái ấy ra luôn nè. Nghe không? Chuột này mới đỉnh nè. Nè. Đó. Chuột này mới đỉnh nè. Đây. Không dính một đống, bên kia không dính. 7 cái. Bên đây dính được 13 con. 20 cái. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Con chuột vàng. Cũng nhỏ 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 không chứ không được bự mấy. Đó. 7 cái không dính nữa nè. Bị mới. Đó, đã rồi nè. Đã chưa anh em, đã chưa anh em. Đó. Con này mập lắm, em làm lấy cái con tròn ở trong kia ra đây cho anh coi. Bữa chín con em cũng chưa bán nữa. À, con đen xịt ly luôn. Đó. Đó, đụng tới nó là nó kêu vậy đó. Ừ, nó mà đụng tới là nó kêu vậy đó. Con này thì đó. Bây giờ hai con nha. Nè. Con này hôm bữa là dính ở ngoài đám cỏ, còn con này thì mới dính đây, là dính ở trong cái lùm, trong cái đường, trong bụi lùm chui ra. Đó. Đây mông.
Rồi thì video thăm mấy chuột của em hôm nay kết thúc đây nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp cả nhà trong tiếp theo nha.